Chào các bạn đã đến với bản tin Covid Tiền Giang hôm nay. Thông tin cập nhật từ 17 giờ ngày 28 tháng 2 đến 17 giờ ngày 1 tháng 3 năm 2022. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm PCR, giảm 3 ca so với ngày hôm qua, nâng số ca mắc Covid-19 tỉnh Tiền Giang đến nay lên 35.502 ca. Về công tác điều trị, trong ngày hôm nay có 12 bệnh nhân được điều trị khỏi, chiếm tỷ lệ 94,8% so với số ca mắc Covid-19 qua xét nghiệm PCR, nâng số ca được điều trị khỏi của tỉnh lên 33.680 ca. Trong ngày hôm nay là ngày thứ 13 liên tiếp, tỉnh Tiền Giang không ghi nhận ca tử vong, giữ số ca tử vong của tỉnh như ngày hôm qua là 1.225 ca. Trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có hai địa phương ghi nhận ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm PCR là thành phố Mỹ Tho có 2 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và thị xã Gò Công có 6 ca, trong đó có 3 ca ngoài cộng đồng tại cơ sở y tế và 3 ca trong khu cách ly. Như vậy, trong ngày hôm nay, tỉnh Tiền Giang có 5 ca mắc Covid-19 mới ngoài cộng đồng, 3 ca mắc Covid-19 mới trong khu cách ly và qua test nhanh ghi nhận 506 ca dương tính. Chi tiết các ca test nhanh dương tính của các địa phương trong ngày như sau: thành phố Mỹ Tho 70 ca, huyện Châu Thành 63 ca, huyện Cái Bè 56 ca, thị xã Gò Công 47 ca, huyện Chợ Gạo 90 ca, thị xã Cai Lậy 24 ca, huyện Gò Công Đông 90 ca, huyện Cai Lậy 33 ca, huyện Tân Phước 3 ca, huyện Gò Công Tây 25 ca và huyện Tân Phú Đông 5 ca. Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 28 tháng 2 đến 16 giờ ngày 1 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, Việt Nam ghi nhận 98.762 ca nhiễm mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh và 98.743 ca ghi nhận trong nước, tăng 4.367 ca so với ngày hôm qua. Tại 63 tỉnh thành phố, có 66.861 ca trong cộng đồng. 10 tỉnh thành phố có ca mắc Covid-19 nhiều nhất trong ngày hôm nay là Hà Nội 13.323 ca, Quảng Ninh 4.011 ca, Bắc Ninh 3.933 ca, Nghệ An 3.864 ca, Lào Cai 3.398 ca, Hưng Yên 3.393 ca, Sơn La 3.087 ca, Nam Định 3.072 ca, Phú Thọ 2.966 ca và Vĩnh Phúc 2.913 ca. Cũng theo nguồn tin từ Bộ Y tế, trong ngày hôm nay, Việt Nam có 40.932 bệnh nhân được điều trị khỏi và có 86 bệnh nhân tử vong, chiếm tỷ lệ 1,1% so với tổng số ca nhiễm bệnh, nâng số ca tử vong của Việt Nam đến nay lên 40.338 ca. Hà Nội là địa phương có số ca tử vong cao nhất trong ngày hôm nay với 20 ca và thấp nhất là Trà Vinh 1 ca. Với 8 ca mắc Covid-19 mới qua xét nghiệm PCR, tỉnh Tiền Giang đứng thứ 62 trong số 63 tỉnh thành phố có ca mắc Covid-19 mới trong ngày hôm nay. Bản tin Covid-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.